Xin mời anh chị em ngồi. Thật là phước hạnh để chúng ta có cơ hội để kết nối các chức vụ mà chúng ta vừa thấy. À, đây là số nhỏ của những người yêu mến VBC Houston của chúng ta kết nối với chúng ta trong công việc. Chúng ta mở mang công việc Chúa và cùng nhau hầu việc Chúa ở các châu khác, cũng như là những cơ hội mà Chúa ngày mở cửa ra để chúng ta có thể cùng làm việc chung với nhau. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay, trong ngày kỷ niệm 37 năm ngày thành lập Hội Thánh, tôi xin mời anh chị em chúng ta cùng nhau ôn lại những cái kỷ niệm ở trong ơn của Chúa. Chúng ta cùng nhắc nhở những cái khải tượng mà Chúa ngài ban cho chúng ta và những điều mà chúng ta tin rằng Chúa ngài hướng dẫn chúng ta để thực hiện. Hầu cho chúng ta tiếp tục nhận được ơn của Chúa, sự ban phước của ngài để chúng ta mở mang công việc của Chúa. Vì làm công việc của Đức Chúa Trời theo cách của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thiếu sự yểm trợ của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Thật là khó để tin rằng đã 37 năm kể từ khi chúng ta có buổi nhóm đầu tiên ở tại Riverview Baptist Church. Và chúng ta cảm ơn Chúa, Hội Thánh đó cũng đã đổi tên những con người đã từng sinh hoạt ở đó cũng đã già. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Hội Thánh của Chúa từ cái bắt đầu nhỏ tại địa điểm đó, Chúa cho chúng ta dần hồi trở về đến địa điểm ở tại đây, và Chúa ngài ban phước cho chúng ta ở trong những ngày tháng qua trong phước hạnh của Chúa. Có rất là nhiều điều đã xảy ra. Những cuộc đời được thay đổi. Ngày kỷ niệm là ngày trọng đại mà chúng ta cần nhớ đến, bởi vì con người chúng ta đã được Chúa ngài đặt ở trong chúng ta một cái tính rất là quan trọng. Đó là chúng ta cần ăn mừng cho những điều mà chúng ta thực hiện được, và chúng ta cần được nhắc nhở, gợi nhớ những điều chúng ta đã trải qua, hầu cho chúng ta có thể tấn tới ở trong ơn của Chúa. Sứ đồ Phaolô ông nhắc về cái kỷ luật này ở trong đời sống của chúng ta, đó là chúng ta cần phải nhìn lại. Xin anh chị em cùng xem với tôi trong Roma chương 15 từ câu 4 cho đến câu số 6 để chúng ta được nhắc nhở về nguyên tắc này. Những gì đã được chép từ xưa đều nhằm dạy dỗ chúng ta, để nhờ sự kiên định và khích lệ của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hy vọng. Cầu xin Đức Chúa Trời của sự kiên định và khích lệ giúp anh em sống hòa hợp với nhau theo gương của Đấng Christ Giêsu, để anh em đồng một lòng, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa, sứ đồ Phaolô nhắc chúng ta tại đây. Đối với lời của Chúa trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng những cái điều đã chép lại cho chúng ta ở trong lời của Chúa nhằm mục đích để dạy dỗ chúng ta. Và nhờ sự kiên định và khích lệ của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hy vọng. Cảm ơn Chúa vì có những điều kiên định từ nơi lời của Chúa. Như Chúa ngài đã nói với những con người ở trong lịch sử của dân sự của Chúa. Đó là Chúa đã dựng nên họ trong mục đích của Chúa mà Chúa ngài đã dành sẵn cho họ để họ có thể làm theo. Luôn cả một người trẻ khi được sự kêu gọi của Chúa, ông khước từ và nói rằng lại Chúa, con chỉ là một đứa trẻ. Thì Chúa nói rằng không, từ khi con trong lòng mẹ ta đã chọn ngươi và sai phái ngươi để làm môi miệng của ta cho các nước ở trên thế gian này. Xin Chúa ngài ban phước để chúng ta nhận được cái sự kiên định từ nơi lời của Chúa cho đời sống của chúng ta. Chúa ngài nói với những cuộc đời như Esther, trong lúc bà ở trong một cái hoàn cảnh được biết tin rằng dân sự của bà sẽ bị treo cổ hết, tức là họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, thì bà đã bước vào trong cái vị trí theo như lời của Chúa hướng dẫn. Vì chúng ta biết người anh họ cũng là cha nuôi của bà đã nói với bà, biết đâu chừng Đức Chúa Trời đã dựng nên ngươi cho thời điểm này, cho giờ phút này, và bà đã bước vào ở trong cái sự kiên định đó và đã được khích lệ từ nơi lời của Chúa để đứng lên và đã cứu dân tộc của mình ra khỏi nạn diệt vong. Cảm ơn Chúa vì những cuộc đời khác mà chúng ta nhìn thấy David, Môi-se, Giô-suê và trải qua dòng lịch sử của dân sự của Chúa, tuyển dân của Chúa, và vào trong lịch sử của Hội Thánh của Chúa, chúng ta thấy có những con người đã nhờ sự kiên định và khích lệ của Kinh Thánh mà có niềm hy vọng để cứ tiếp tục tấn tới ở trong ơn của Chúa. Và tôi tin rằng hơn bao giờ hết,
ở giữa cơn đại dịch của COVID-19 này. Chúng ta cần đến với lời của Chúa. Chúng ta ôm lại những gì Chúa Ngài đã làm để nhờ sự kiên định và khích lệ của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hy vọng. Như mục sư Doug Stringer chúc chúng ta là 37 năm nữa chúng ta nhìn lại. Có thể con cháu của chúng ta nhìn lại nếu Chúa Giê-xu chưa tái lâm. Chúng ta sẽ thấy những việc lớn hơn nữa mà Chúa Ngài dành sẵn cho VBC Houston của chúng ta. Vì từ những ngày đầu, chúng ta biết rằng không phải do ý của con người mà hội thánh của Chúa được thành lập. Nhưng mà Chúa Ngài đã chọn, đã gọi một người trẻ, chưa đầy 23 tuổi, vài tháng sau mới 23 tuổi, về đây thành lập hội thánh, ở trong khải tượng, trong sự ban cho của Chúa. Mà chúng ta thấy 37 năm trôi qua, Chúa đã làm việc và đem lại nguồn phước cho muôn người, không phải chỉ cho dân tộc Việt Nam với chúng ta mà cho các dân tộc khác nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Trời của sự kiên định và khích lệ giúp anh em sống hòa hợp với nhau theo gương của Đấng Christ Jesus. Nguyện xin sự kiên định và khích lệ của Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta vẫn giữ tinh thần hiệp một mà chúng ta đã có từ những giây phút ban đầu, để chúng ta tiếp tục tấn tới trong ơn của Chúa. Để chi? Câu số 6, để anh em đồng một lòng một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Cha của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Đó là lý do mà chúng tôi mời anh chị em chúng ta nhìn lại để học hỏi, để được kiên định và khích lệ, để giúp anh em chúng ta cùng sống hòa hợp với nhau theo gương của Đức Chúa Jesus Christ, để chúng ta sẽ cùng một lòng, cùng một tiếng nói, cùng một môi miệng mà chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta. Vì tại đây chúng ta đã quyết tâm là không có người nào được tôn vinh, chỉ có Chúa của chúng ta mà thôi. Amen anh chị em. Cũng không có người nào được điểm trừ ra Chúa của chúng ta được tất cả sự vinh hiển, bởi vì chúng ta biết không có Chúa chúng ta không có gì hết. Có Chúa mà chúng ta có được. Khi tôi suy nghĩ về những ngày đầu tiên suốt ở trong những tuần qua ôm lại các phước hạnh của Chúa, thì tôi nhớ đến những cái công việc làm sao một người trẻ 22 tuổi lại biết cách để làm cái bảng tên của nhà thờ lớn đủ để người ta chạy xe trên xa lộ có thể thấy được. Ở lúc bấy giờ thì hội thánh của Chúa có rất là giới hạn về tài nguyên. Chúng tôi nhớ cắt giấy chữ tên của hội thánh, rồi sơn cái nền của cái bảng trước màu trắng, dán những cái chữ đó lên bằng mỡ bò, rồi sơn cái màu xanh chồng lên ở trên đó. Khi nước sơn màu xanh khô, gỡ những cái chữ đó ra thì cái bảng đã được thành lập. Rồi làm sao để có thể mang một cái bảng lớn như vậy? Chiều ngang của nó đó là 10 mét. Để đem treo lên 4 cây cột của nhà thờ ở tại góc đường Telephone và 45. Tôi nói rằng chỉ có Chúa. Chỉ có Chúa. Những người cùng lứa tuổi đó vẫn còn chạy đây chạy đó, chơi đùa như một đứa trẻ, thì Chúa Ngài ban phước và Ngài nắm giữ một cuộc đời để sai khiến đi làm những công việc của Ngài. Thật là việc Chúa làm. Amen anh chị em. Chừng tuổi đó mà giảng cho những người tướng tá, những người chánh án ngồi ở trong các hàng ghế, những người phó giám đốc của ngân hàng, những người giáo sư, làm sao để một người trẻ như vậy có thể đứng và chia sẻ lời của Chúa cho họ, nói về việc trọng đại của đời sống tương lai của họ, tương lai đời đời của họ, linh hồn của họ. Chỉ có ơn của Chúa. Amen anh chị em. Trên buổi sáng hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta cùng ôm lại khải tượng và ước mơ của VBC Houston của chúng ta. Như thường rồi chúng tôi chia sẻ với anh chị em có 4 điều chúng ta đeo đuổi. Theo như Chúa Giê-xu Ngài tóm tắt điều răn lớn nhất và điều răn thứ nhì, đó là chúng ta yêu Chúa và yêu người. Và chúng ta cũng làm theo điều mà Chúa Ngài đã dạy chúng ta, đó là Ngài dựng nên chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ sau chúng ta được cứu, để chúng ta
chạy cái cuộc đua làm công việc lành mà Chúa đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúng ta khám phá ra mục đích của đời sống của mình để cùng nhau chúng ta thay đổi thế giới. Amen chị em. Chúng ta cùng lặp lại bốn cái điểm này để chúng ta ghi nhớ, được nhắc nhở. Thứ nhất là chúng ta yêu Chúa. Anh chị em nói lớn, yêu Chúa. Thứ hai, yêu người. Thứ ba, khám phá mục đích. Và thứ tư, để thay đổi thế giới. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi thấy anh chị em hôm nay hơi yếu đó. Chắc là nhớ đến việc nghe nhà tôi đang mang thức ăn về, chắc anh chị em đang lo ra. Chúng ta lặp lại bốn cái điểm này là điều mà tôi tin rằng Chúa Ngài đã ban cho chúng ta. Nếu không tin điều này thì chúng tôi đã không thành lập Hội Thánh của Chúa 37 năm về trước. Nên chúng ta cùng nhau nhắc lại, chúng ta đeo đuổi việc yêu Chúa, yêu người, khám phá mục đích và thay đổi thế giới. Cảm ơn Chúa. Trước hết tôi mời anh chị em chúng ta cùng nhìn lại câu chuyện của chúng ta. Như hàng trăm ngàn truyền nhân khác, chúng tôi đã vượt biển đi tìm tự do. Ở trong những chiếc thuyền đông chật cả người, hoàn cảnh của chúng tôi lúc bây giờ là thuyền của chúng tôi đã hết nước uống. Có 6 người đã chết vì thiếu nước. Khi đối diện với cái chết ở trên biển cả, chúng tôi đã mở lòng ra để tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống mình một cách cá nhân. Mặc dù lớn lên trong gia đình đạo đức con cái của Chúa, nhưng mà chúng tôi chỉ giữ theo truyền thống của gia đình. Nhưng cảm ơn Chúa lúc bây giờ đã dâng đời sống của mình cho Chúa, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống. Cảm ơn Chúa. Và xin Chúa cho một cái phước hạnh là nếu Chúa Ngài giữ mạng sống của con sẽ dâng những ngày còn lại của mình để hầu việc Chúa, để nói cho người khác biết về tình yêu và ân điển của Ngài. Cảm ơn Chúa, trong ơn của Ngài, mưa đã đổ xuống, chúng tôi có nước uống và đã đến được một đảo của Indonesia một cách bình an. Sau những tháng ở tại đó, chúng tôi nghe được sự kêu gọi của Chúa và nghe kể về cơn phấn hưng vĩ đại tại Indonesia. Và điều đó gieo trong lòng của tôi một ước ao thành lập một hội thánh đầy ơn với sự hiện diện hiển lộ của Chúa qua các dấu kỳ phép lạ. Và năm 1983, trong lúc theo học ở tại trường Kinh Thánh để chuẩn bị cho chức vụ, chúng tôi đã cầu nguyện xin sự hướng dẫn của Chúa nơi chốn để chúng tôi sẽ hầu vị Chúa và làm việc ở trong mùa hè đó. Chúng tôi được nghe sự hướng dẫn của Chúa, đó là cú điện thoại đầu tiên khi con về Houston là mấu chốt cho nơi mà ta muốn con thành lập hội thánh. Và cảm ơn Chúa, Chúa đã làm đúng như vậy. Khi chúng tôi lái xe từ Marshall, Texas trở về Houston, tới đây bước vào trong nhà của các người anh họ của tôi, khi tôi để chìa khóa vào ở trong trái cửa thì điện thoại reo. Tôi bước vào nhanh, nhấc cú điện thoại lên, thì đã được trình bày từ Union Baptist Association một kế hoạch để thành lập hội thánh của Chúa. Và cảm ơn Chúa, sau 2 tháng thăm viếng, gõ cửa, mời người đến để tham dự với hội thánh, buổi nhóm đầu tiên được tổ chức vào ngày 10 tháng 7 năm 1983. Cảm ơn Chúa. 49 người đã tham dự buổi nhóm đầu tiên đó. Vì Chúa Ngài làm việc. Và tất cả những người mà cá nhân tôi và mục sư Lý Công Thuận đi thăm viếng, họ hứa rằng chúng tôi sẽ đưa xe bus tới nhà để rước họ. Thì không một người nào bước ra để lên xe bus ở trong buổi sáng Chủ nhật đó. Nên cảm ơn Chúa. Chúa làm việc mà chúng tôi không biết. Có một chương trình học tiếng Anh ở tại một cái trường trung học ở gần đó. Thì có những con cái của Chúa biết về việc hội thánh của Chúa được thành lập, đã rủ nhau, đã mời nhau. Và cảm ơn Chúa, khi chúng tôi về tới nhà thờ ngày hôm đó, thì chúng tôi thấy phòng ngồi chật, 49 người đến để tham dự. Và khi tôi chia sẻ sứ điệp đầu tiên đó, 7 người đã tiếp nhận Chúa
làm cứu Chúa của đời sống của mình. Và từ cái bắt đầu nhỏ đó, Hội Thánh Tin Lành Baptist Việt Nam của chúng ta đã được thành lập. Cảm ơn Chúa. Hội Thánh tiếp tục tăng trưởng một cách đều đặn. Nhưng mà lòng của chúng tôi vẫn đeo đuổi những điều lớn hơn cho Hội Thánh của Chúa. Vào năm 1989, trong khi cùng dự tiệc thánh, tôi còn nhớ cái ngày đó như mới hôm qua. Tôi nhớ cô Nhung phải mặc cái áo ấm vì mùa phục sinh, và nhất là chúng ta tham dự lễ Rạng Đông thì còn lạnh. Tôi nhớ anh chị Trem Hùng, Tracy, các con gái Chúa khác ở trong nhóm, anh chị Tăng Xuân Dũng tham dự ở trong buổi nhóm đó. Và trong lúc chúng tôi đang dự tiệc thánh thì nghe Chúa Ngài dạy cho chúng tôi rằng phải về và biệt riêng ngày thứ ba trong tuần để cầu nguyện cho sự phục hưng. Cảm ơn Chúa, chúng tôi vâng lời. Ngay ngày thứ ba đó, chúng tôi đã có buổi cầu nguyện. Tôi nhớ những gương mặt, có một số đã về với Chúa, một số còn ở tại đây với chúng ta vâng lệnh Chúa và kiên trì cầu nguyện. Chúng tôi bước đi với một phương châm, đó là dù mưa hay nắng, dù khỏe mạnh hay yếu, nếu còn có thể bò được đến nhà thờ, sẽ bò đến nhà thờ để cầu nguyện, trong đời một sự phục hưng mà Chúa Ngài ban cho. Cảm ơn Chúa, Chúa Ngài đáp lời cầu nguyện. Nhiều điều phước hạnh xảy ra, cơ sở của chúng ta tại đây đã được Chúa Ngài ban cho chúng ta. Vào năm 1996, Hội Thánh của Chúa đã kinh nghiệm sự vận hành lớn lao của Đức Thánh Linh, như chúng tôi đã nghe nói ở trong cơn phấn hưng ở tại quần đảo Timor ở tại Indonesia. Người ta bắt đầu được chữa lành trong các buổi nhóm. Phước hạnh của Chúa tuôn đổ ra. Hội Thánh kinh nghiệm sự tự do trong sự ngợi khen và thờ phượng. Vui mừng nhảy múa, ngợi khen Chúa trong bầu không khí tràn ngập sự hiện diện của Ngài. Cảm ơn Chúa. Ngày nay, Hội Thánh BBC Houston chúng ta là một Hội Thánh bước đi trong Đức Thánh Linh. Tin một cách xác quyết rằng bởi ơn của Chúa chúng ta trải nghiệm quyền năng của Đức Thánh Linh, sự sức giàu của Ngài, thì sự cứu rỗi và phép lạ chữa lành của Chúa sẽ thể hiện ra để nhiều cuộc đời được phước, nhiều cuộc đời được cứu, được phục hồi. Cảm ơn Chúa. Hội Thánh BBC Houston của chúng ta đã tăng trưởng với con số hơn 500 tín hữu lớn nhỏ trong mọi lứa tuổi, đến từ nhiều quốc gia, chủng tộc khác nhau. Hội Thánh đã bứt phá vách tường của màu da, chủng tộc và mở rộng cửa hoan nghênh mọi người đến để kinh nghiệm tình yêu và quyền năng của Chúa trong các sinh hoạt của các lễ thờ phượng. Hàng ngàn người mỗi tuần nhóm lại với Hội Thánh qua trực tiếp truyền hình được tải trên mạng toàn cầu. Chúa Ngài luôn hành động và thi thố quyền năng của Ngài trên Hội Thánh. Anh chị em, chúng tôi mời các anh chị em là những người bạn của chúng tôi trong ngày hôm nay, cũng như các anh chị em tín hữu vừa mới đến sinh hoạt với Hội Thánh trong những ngày gần đây, chúng ta cùng nhau bước vào để trải nghiệm một cách cá nhân thế nào một Hội Thánh hoan nghênh sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, có thể kinh nghiệm được một cách lớn lao quyền năng của Chúa. Những người tin có thể tự do yêu mến và phục vụ Chúa một cách đầy ơn và đầy lòng nhiệt thành. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Đó là câu chuyện của chúng ta bắt đầu. Chúng ta từ những con số rất là nhỏ. Tôi nhớ những ngày từ trường Kinh Thánh, chúng tôi lái xe trưa thứ sáu, chúng tôi ăn trưa với các bạn sinh viên xong thì chúng tôi lái xe về để mở buổi học Kinh Thánh tối thứ sáu. Nó đi từ phòng apartment này đến apartment khác. Và có những bữa ăn thông công của chúng tôi là mì gói. Chủ nhà nấu một nồi nước sôi ọc ạch, rồi phát cho mỗi anh chị em của mình một cái tô với lại một cái gói mì. Đó là những bữa ăn thông công đầu tiên của VBC Houston của chúng ta. Đến lúc chúng ta có những bữa ăn mà chúng ta có được 7-8 món, với những tô phở thơm phức, với những bữa ăn tuyệt vời, chúng ta được thông công với nhau và xây dựng mối liên hệ trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đi từ những con số rất là nhỏ của các anh chị em đầu tiên, Chúa cho chúng ta được mở rộng và chúng ta đưa nhiều người đến với Chúa. Chúng ta đi từ cái chỗ của một cái thái độ và một cái niềm tin rằng các ân tứ đã dừng lại,
như tôi đã bị dạy sai. Đến chỗ chúng ta trở lại tin theo như lời Kinh Thánh. Và chúng ta tin rằng Chúa vẫn còn làm phép lạ. Chúa vẫn chữa lành. Và Chúa ngày ban phước để chúng ta tái khám phá chức vụ quyền năng. Để rồi Chúa có thể sai phái chúng ta đi và chia sẻ những khám phá của mình khắp cùng trái đất. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có những bắt đầu rất nhỏ. Những gia đình của các anh chị em ở trong cái tình thân ở trong gia đình. Các em nhỏ trong hội thánh. Như Hugh Rose thì không gọi tôi là mục sư mà gọi chú Khánh. Và các em anh chị trong hội thánh gọi nhau chú bác và các sinh hoạt. Để chúng ta thấy rằng cái bầu không khí gia đình được Chúa ngày ban phước một cách rất là đặc biệt. Cảm ơn Chúa. Tôi nhắc lại những điều này để anh chị em biết về công việc của Đức Chúa Trời trong sự kiên định của Ngài. Ngài ban cho chúng ta mỗi người một ơn, một nét, một vẻ khác nhau để chúng ta cùng nhau hầu việc Chúa. Và bởi sự kiên định và khích lệ của lời của Ngài mà khiến cho chúng ta có hy vọng để chúng ta làm đúng theo như công việc của Chúa, theo cách của Ngài, chúng ta chắc chắn sẽ không thiếu sự yểm trợ của Chúa. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Bây giờ khải tượng của chúng ta, khải tượng của VBC Houston là gì? Chúng ta muốn gây dựng một hội thánh chia sẻ sự sống của Chúa. Chúng ta không nhận phước của Chúa để chúng ta giữ riêng, nhưng mà chúng ta có một cái thái độ là chúng ta chia sẻ ra. Như tinh thần của Phi-e-rơ đã nói, bạc và vàng ta không có, nhưng mà điều ta có, ta cho người. Chúa ngày ban phước để chúng ta làm nguồn phước. Và khi chúng ta có thái độ đó, Chúa ngày chắc chắn sẽ cứ đông đầy chúng ta, tái đông đầy chúng ta để chúng ta luôn luôn có, để chúng ta phân phối ra. Vì tài nguyên của vương quốc Đức Chúa Trời làm việc trong cái cách đó. Chúa ngày ban xuống cho chúng ta, Chúa muốn chúng ta đem phân phối ra. Nếu chúng ta giữ lại, Chúa sẽ ngưng cái sự ban phước của Ngài. Nếu chúng ta cho ra, thì chúng ta nghĩ rằng cho là hết, nhưng mà không, chúng ta cho ra, Chúa Ngài sẽ tái đổ đầy chúng ta và cho chúng ta nhiều hơn, bởi vì Chúa thấy chúng ta quản lý các thứ ơn của Ngài một cách tốt đẹp. Cảm ơn Chúa, chúng ta gây dựng một hội thánh chia sẻ sự sống, một hội thánh là nơi mà mọi người được hoan nghênh, không ai là trọn vẹn cả, vì với Cha toàn năng, việc gì cũng có thể xảy ra. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Một hội thánh là nơi mà bạn có thể trở nên người mà Chúa Ngài đã dựng nên bạn. Cùng một lúc gây dựng các mối liên hệ tình bằng hữu suốt đời. Cảm ơn Chúa. Vì mục tiêu của chúng tôi là giúp cho anh chị em để chúng ta khám phá những điều Chúa Ngài đã ban cho chúng ta. Để chúng ta có thể cùng nhau sống theo như điều mà Chúa Ngài đã ban ơn và định cho chúng ta. Không phải do nhu cầu của hội thánh, nhưng mà do việc Chúa Ngài đã thiết kế và ban phước cũng như dựng nên chúng ta ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa, một hội thánh nơi mà anh chị em có thể tăng trưởng, học hỏi, trưởng thành và cùng một lúc giúp người khác được tăng trưởng ở trong Chúa, trong việc học hỏi và trưởng thành như một người môn đồ của Đấng Christ. Một hội thánh nơi mà sự hiện diện và quyền năng của Đức Thánh Linh được kinh nghiệm hàng ngày trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Một hội thánh nơi mà người hư mất được cứu, những kẻ vỡ lòng được rịch lành, những người bị ức chế được tự do, những ước mơ của Chúa được thực hiện trên đời sống của những người đến tham dự. Một hội thánh ảnh hưởng trên mức độ địa phương là hội thánh chia sẻ sự sống, giúp đỡ hàng ngàn người kinh nghiệm đức tin, hy vọng và tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu Christ. Một hội thánh có ảnh hưởng trên mức độ quốc gia, hiệp tác với các chức vụ tầm cỡ quốc gia, và tạo điều kiện cho thuộc viên phục vụ trong mức độ của quốc gia. Và hơn nữa, một hội thánh có ảnh hưởng trên mức độ thế giới. Cảm ơn Chúa, những người yêu thương chúng ta, từ mục sư Mike Roses, là người mà hội thánh của Chúa chúng ta đã yểm trợ để thành lập một cô nhi viện ở tại Colombia. Cảm ơn Chúa. Những mục sư Doug Singer, là người Chúa Ngài ban phước cho trong chức vụ ở tại thành phố Houston này, trong chức vụ của sự thương xót, cứu trợ những lúc lụt lội bão tố, cũng như những sự khó khăn xảy ra. Và cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta được kết nối để dự phần vào trong công việc của Chúa. Nhưng ở xa như mục sư Ron Martinell, mục sư McLeod từ New Zealand, chúng ta kết nối để làm công việc mà Chúa Ngài sai phái chúng ta đi đến Âu Châu,
cũng như tại Việt Nam và những nơi khác trên thế giới, cũng như tại xứ sở của họ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngài ban phước để chúng ta càng tấn tới trong ơn của Chúa. Chúng ta sống một lối sống lớn hơn cá nhân của chúng ta. Live a life is larger than yourself. Vậy nếu chúng ta chỉ sống cho chính mình và chỉ biết lẩn quẩn có đời sống của mình, đó là lối sống ích kỷ mà Chúa không bao giờ muốn chúng ta sống. Mà Chúa muốn chúng ta sống một cách rời rộng, sống trong sự ban cho, sống ở trong một lý tưởng mà Chúa Giê-xu đã làm gương cho chúng ta. Ngài là một gương tốt đẹp mà chúng ta đeo đuổi. Tại sao Chúa ngài không xuống khỏi thập tự giá? Tại sao Chúa ngài hứng chịu những sự đau đớn như vậy? Tại sao miệng của ngài vẫn cầu xin với Chúa Cha, lại Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm? Vì Chúa Giê-xu yêu Chúa Cha một cách hết lòng, yêu Chúa, yêu người. Ngài không muốn những con người đóng đinh hành hạ ngài bị tiêu diệt bởi lửa từ trời xuống. Nhưng mà ngài đứng vào trong khi vị trí, ngay cả chỗ thân thể của ngài đang đau đớn như vậy, cầu thay cho họ. Lại Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Một sự sống ban cho và nghĩ đến phúc lợi của những người khác. Gương đó giúp đỡ cho chúng ta. Chúa phục vụ một cách quên ăn, quên ngủ. Chúa phục vụ bằng hết cả tâm lòng của ngài. Chúa Giê-xu thật là gương của chúng ta để chúng ta đeo đuổi. Và ngài đến thế gian như Chúa Nhật tuần rồi, chúng ta đã được nhắc nhở, để làm thành mục đích của Đức Chúa Cha. Năm 12 tuổi, Chúa ngài đã tuyên bố điều đó với cha mẹ phần xác của ngài. Cha mẹ không biết tôi phải lo công việc của cha tôi sao? Và khi Đức Giê-xu thấy tất cả mọi việc đã được ứng nghiệm, ngài đã thét lên một câu nói của tiếng nói khải hoàn, đó là "It is finished", mọi sự đã được trọn. Ngài sống cho mục đích và ngài đã kết thúc mục đích đó, ngay cả cái bước cuối cùng phải có, đó là ở tại thập tự giá. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy bởi sự yêu thương phục vụ một cách hy sinh đó, Chúa Giê-xu đã thay đổi nhân loại. Và chúng ta là những người được phước qua sự hy sinh phục vụ của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho chúng ta tiếp tục nhìn theo gương của Chúa Giê-xu và chúng ta phục vụ trong ơn của Chúa. Amen anh chị em. Có 4 niềm tin căn bản mà VBC Hiếu Sinh của chúng ta tin và thực hành. Thứ nhất, chúng ta tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Không phải trong Kinh Thánh có lời Đức Chúa Trời, nhưng mà Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Timothée thứ 2 chương 3 câu số 16, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Chúng ta làm mọi sự dựa trên sự dạy dỗ của Kinh Thánh là lời của Chúa. Amen anh chị em. Điều thứ hai, niềm tin căn bản thứ hai của chúng ta là Đức Chúa Giê-xu là Chúa Con, là Đức Chúa Trời nhập thể làm người. Trước khi mang lấy nhục thể, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Phúc Âm Giăng chương 1 câu 1, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Và câu số 14, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Giăng chương 14 câu 6 đến câu 7, vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng ta là đường đi lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta, vì từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy ngài. Thấy Đức Chúa Giê-xu tức là thấy Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Công vụ chương 4 câu 11, 12, Giê-xu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá gốc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Cảm ơn Chúa, chỉ một danh mà thôi. Chỉ có một Chúa mà thôi, đó là Đức Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Niềm tin căn bản thứ ba của chúng ta đó là sự cứu rỗi, là sự ban cho của Đức Chúa Giê-xu Christ, không do công đức riêng mà được. Cảm ơn Chúa. Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9 chép, và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bằng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Cảm ơn Chúa. Niềm tin căn bản thứ tư của chúng ta là mỗi cơ đốc nhân đều có thể nhận sự ban cho
và được mặc lấy quyền phép bởi Đức Thánh Linh để chúng ta trở nên những người hiệu quả cho Chúa. Luca chương 11 câu số 13. Vậy nếu các ngươi là người xấu còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi trên trời là chẳng ban Đức Thánh Linh cho những người xin Ngài. Ngợi khen Chúa. Bởi Thánh Linh của Chúa mà Chúa Cha phục hồi lại trong đời sống của chúng ta. Thì ban đầu khi Chúa Ngài dựng nên con người chúng ta là nhằm mục đích để Chúa sống ở trong chúng ta. Chúa dựng nên Adam, Chúa lấy bụi đất nắn nên hình người. Nhưng mà Adam bất động, Adam chưa sống. Cho đến khi Chúa thở hơi thở của Ngài, hà sinh khí của Ngài vào, thì Adam mới trở nên sống động. Sinh khí của Chúa, hơi thở của Ngài chính là Thánh Linh của Chúa. Và khi phạm tội, khi loài người chúng ta phạm tội, Thánh Linh của Chúa không ở trong những con người nữa. Cho đến khi tội lỗi của chúng ta được dời đi, Đấng Thánh có thể bày tỏ sự hiện diện của Ngài trong thân thể của con người chúng ta. Khi Chúa Giê-xu lấy tội lỗi của chúng ta và cất khỏi chúng ta, Ngài liền sai Thánh Linh của Ngài trở lại trong đời sống của những người con Chúa để chúng ta được phục hồi. Và Chúa Ngài muốn đông đầy đời sống của chúng ta để chúng ta có thể sống động ở trong ơn của Chúa, trong phước hạnh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Anh chị em cũng cần làm quen để chúng ta có thể thực hiện những điều Chúa Ngài dạy chúng ta và khải tượng Chúa Ngài ban cho chúng ta. Chúng ta có bốn lời hứa của Chúa mà chúng tôi gọi là bốn cái chén. Thứ nhất là chén của sự cứu rỗi. Chúng ta chia sẻ sứ điệp cứu rỗi đến cho những người xung quanh của chúng ta, những người chưa biết Chúa, để họ có thể uống được chén cứu rỗi. Chén thứ hai là chén của sự giải cứu, để những người được cứu có thể được Chúa Ngài giải cứu ra khỏi những thói quen xấu với những sự cầm buộc trước khi họ tin Chúa, để họ có thể kinh nghiệm được sự tự do. Chén thứ ba là chén của sự cứu chuộc, để người ta được phục hồi và sống theo mục đích của mình mà Chúa Ngài đã định nên. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Khi suy nghĩ đến điều này, chúng ta thấy rằng có nhiều người họ sống suốt cuộc đời của họ, mặc dù rất là thành công, như chúng ta đã được nhắc nhở ở trong tuần rồi. Một hình ảnh khác mà chúng ta thấy đó là Elvis Presley. Ở trong cuộc đời của anh đã bán hơn 120 triệu đĩa nhạc, đóng 30 cuốn phim, những người khán giả, thính giả hâm mộ anh lên đến 1 tỷ người. Khi anh chết, khắp nơi trên thế giới có 300 người bắt chước để cái bát tóc má dài xuống giống như Elvis, mặc áo giống như Elvis, hát như Elvis. 300 người. 20 năm sau, 20.000 người giả làm Elvis Presley. Một người thành công như vậy, chắc chúng ta nghĩ rằng anh hạnh phúc lắm. Nhưng mà không, anh chị em, vợ của anh Priscilla đã chia sẻ lại. Elvis vật lộn với cái sự thật là mình là ai. Và cuộc đời của mình, thật sự mình phải đóng góp điều gì cho xã hội, cho nhân loại. Anh bắt đầu hát ở trong nhà thờ. Nhưng mà đem so sánh cuộc đời của mình với những người khác. Và cuối cùng anh đã đi lệch, bắt đầu hát cho đời. Dẫn đến một cuộc sống đi vào trong cái chỗ trầm cảm, phì béo và chết. Anh 41 tuổi. Vì anh chưa bao giờ tìm được mục đích thật của đời sống của mình. Chúng ta thấy anh như là cái con tắc kè đó. Ở trong hoàn cảnh nào thay đổi giống như nó. Anh cảm ơn Chúa. Ở trong ơn của Ngài, chúng ta được Chúa Ngài cứu và chuộc chúng ta về, để chúng ta có thể sống cho mục đích mà Chúa Ngài đã dựng nên chúng ta. Amen anh chị em. Bởi vì không có gì đau khổ cho bằng chúng ta sống một cuộc đời có thành công đó, có bắn đúng vào trong hồng tâm, nhưng mà sai mục đích. Thì thành công đó là một cái sự thất bại lớn lao vô cùng.
Chén thứ tư là chén của sự ngợi khen. Một đời sống ý nghĩa đầy trọn. Để chúng ta, cuộc đời của chúng ta như một bài hát ngợi khen đấng tạo hóa của mình, Đức Chúa Trời của mình, Cha của mình ở trên trời. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta dựa trên câu gốc của chúng ta trong suốt thư ký chương 6, câu 6 đến câu 7. Vậy nên ngươi hãy nói cùng Israel rằng, ta là Đức Giê-hô-va sẽ rút các ngươi khỏi gánh nặng mà người Ai Cập đã gán cho, cùng giải thoát khỏi vòng tôi mọi. Ta sẽ giơ thẳng tay ra, dùng sự đón phạt nặng mà chuộc các ngươi. Ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta, và ta sẽ là Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, đã rút các ngươi khỏi gánh nặng của người Ai Cập. Cảm ơn Chúa. Giăng chương 10 câu số 10, kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến để chiên được sự sống và được sự sống sung mãn. Cảm ơn Chúa. Trong cuộc đời và linh trình, chúng ta ai cũng khao khát có một điều gì đó nhiều hơn, tốt hơn là những điều chúng ta đang kinh nghiệm. Và khải tượng của chúng ta là giúp để tất cả mọi người được tiếp xúc với chức vụ của chúng ta, tiếp xúc với hội thánh của Chúa, họ sẽ sống cho mục đích mà Chúa Ngài đã dựng nên họ. Không thiếu, không mất, nhưng mà đầy trọn trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Phước hạnh của Chúa dành cho chúng ta, vị trí mà Chúa Ngài ban cho chúng ta thật là lớn lao. Cho nên ngợi khen Chúa trong ơn của Ngài. Chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa vì Chúa Ngài đã làm cho chúng ta những phước hạnh này. Nên chúng ta quyết tâm đãi cho người ta chén của sự cứu rỗi. Mỗi ngày Chủ nhật chúng ta nhóm nhau lại, thì chúng ta giảng lời của Chúa để nuôi các anh em tín hữu trong hội thánh. Nhưng mà mục đích chính vẫn là giảng sứ điệp cứu rỗi của Chúa cho những người chưa biết Chúa. Đãi cho người ta cái chén của sự cứu rỗi. Và các buổi sinh hoạt của chúng ta trong tuần là cái chén của sự cởi trói, để chúng ta có thể giúp đỡ người ta kinh nghiệm được sự tự do, khỏi những thói hư tật xấu trong đời sống. Và thứ ba, chúng ta có chén của sự cứu chuộc để phục hồi, giúp đỡ cho mọi người khám phá sự kêu gọi, cuộc đua mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta để chúng ta chạy, việc lành mà Chúa Ngài đã sắm sẵn trước cho chúng ta để chúng ta làm theo. Vì anh chị em, một ngày tất cả chúng ta đều sẽ đứng ở trước mặt Đức Chúa Trời để chúng ta trả lời là cuộc đua mà ta đã dành cho con có chạy chưa? Việc lành mà ta đã sắm sẵn trước cho con làm theo, con đã làm như thế nào? Chúng ta cần nhớ để chúng ta nhắc nhở chính mình, và chúng ta quyết tâm giúp đỡ các anh chị em chúng ta, những người đến nhóm của chúng ta có thể kinh nghiệm điều đó. Và cuối cùng là một đời sống ca ngợi Chúa. Không phải chỉ hát ở trong ngày Chủ nhật, nhưng mà cuộc đời chúng ta sống theo như ơn mà Chúa Ngài đã ban cho chúng ta, để đem phước hạnh của Chúa giúp đỡ cho mọi người. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Anh chị em, có bốn nền tảng dạy dỗ của VBC Houston. Và chúng tôi muốn nhắc nhở đến anh chị em thấy là đây là những điều chúng ta quyết tâm làm. Nhân vì Chúa là tốt lành, cho nên chúng tôi dạy và khích lệ anh chị em dám ước mơ lớn. Ước mơ càng lớn chừng nào càng tốt chừng đó. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. Amen anh chị em. Và chúng tôi làm gương cho anh chị em có những ước mơ lớn. Lớn đến độ người khác nói rằng ông đó ông khùng rồi. Khi chúng tôi tuyên bố và ước mơ sẽ có 53 triệu người Việt Nam của chúng ta trở lại tin Chúa trước ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Tôi tin Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa toàn năng. Và nếu Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng và Ngài hứa rằng Ngài không muốn một người nào chết mất, nhưng muốn mọi người có cơ hội ăn năn để được cứu, chúng tôi dám xin 53 triệu. Amen anh chị em. Điều khác chúng tôi dạy dỗ, và VBC chúng ta dạy dỗ tới đây, nhân việc công việc của Chúa là Chúa toàn năng, không việc chi là khó cho Đức Chúa Trời. Chúng ta hành động ở trong đức tin. Chúa nói chúng ta có thể làm được, chúng ta làm được. Amen.
Đừng để cho ma quỷ Satan nó chà đạp chúng ta và nói rằng mày là ai mà làm công việc đó. Chúng ta hãy nói với nó rằng mình là tôi tớ của Chúa. Mình là người được Đức Chúa Trời sức dầu. Vì sự sức dầu của Đấng được sức dầu ở trong anh em. Amen anh chị em. Cùng một quyền năng đã làm cho Đức Chúa Christ sống lại từ cõi chết đang ở trong anh em. Cảm ơn Chúa. Quyền năng đó đã làm cho Đức Chúa Christ sống lại từ cõi chết đang ở trong thân thể của chúng ta. Vì chúng ta ngày hôm nay là đền thờ, thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời, nơi Thánh Linh của Chúa ngự. Chúng ta tin điều đó và chúng ta giảng dạy. Nhưng vì tất cả đã được Đức Chúa Jesus Christ chuộc lại từ thập tự giá, tại thập tự giá của Chúa, cho nên chúng ta hoàn toàn tin cậy Chúa của chúng ta. Chúa tốt lành. Ngài sai phái chúng ta làm bất cứ một công việc gì không phải để hại chúng ta mà để ban phước trên chúng ta. Dù cái nơi mà Chúa Ngài sai phái chúng ta đi đó thấy dường như là nó nguy hiểm, thấy dường như là nó bất tiện. Nhưng khi chúng ta vâng lời chúng ta đi, Chúa Ngài ban phước trên chúng ta. Khi được Chúa Ngài sai phái chúng ta đi đến Malaysia để hầu về Chúa với các em đi lao động ở tại đó. Cô Quách Thúy có thể xác nhận với chúng ta. Anh chị em ở bên đó 96 độ F quanh năm. Nó nóng đến như vậy. Cho nên chúng ta thấy da của họ là da sậm đen là như vậy đó. Bởi vì họ cái nước Mã Lai nằm ngay ở trên đường xích đạo. Nó nóng như vậy đó. Nhưng mà tại chỗ đó phước hạnh của Chúa tuôn tràn khi chúng ta vâng lời Chúa. Chúng ta hoàn toàn tin cậy rằng Chúa sai phái chúng ta thì Ngài sẽ ban phước trên chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tôi nhớ những ngày đầu tiên chúng tôi qua bên đó. Mục sư James Gordon ở tại Minnesota đi chung với chúng tôi. Ông là người Mỹ. Sống ở Minnesota là cái xứ lạnh, cái vùng lạnh của nước Mỹ. Ông phải cầm một cái khăn mà cứ lau mồ hôi riết rồi phải vắt cái khăn đó bởi vì mồ hôi nó nhiều đến như vậy. Nhưng mà cảm ơn Chúa trong sự sai phái của Ngài chúng ta đi thì chúng ta thấy được kết quả trong ơn của Chúa. Nhưng vì tôi có một vị trí quan trọng trong vương quốc Đức Chúa Trời cho nên tôi hết lòng phục vụ Chúa. Và đó là bốn nền tảng dạy dỗ của VBC Houston của chúng ta. Với một quyết tâm, anh chị em cần nhớ và cần nhắc điều này. Đó là VBC Houston của chúng ta. Sự có mặt của chúng ta và mọi công việc làm của chúng ta tất cả là cho Chúa Giê-xu của chúng ta. Ngài đã yêu chúng ta và đã chết cho hết thảy chúng ta. Bây giờ hết thảy chúng ta sống cho Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hiện hữu để đào tạo môn đồ theo cấp số nhân, được hướng dẫn bởi những người lãnh đạo quyết tâm đào tạo môn đồ. Chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu là cứu Chúa. Chúa Giê-xu là đấng chữa lành. Chúa Giê-xu là đấng làm báp têm bằng Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu là vua của chúng ta. VBC Houston của chúng ta định nghĩa sự thành công đắc thắng của chúng ta. Đó là khi một người di chuyển từ chỗ hiện tại sang vị trí Chúa muốn họ đến. Định nghĩa này là trọng điểm của bốn chén cứu chuộc mà chúng ta vừa mới được nhắc nhở. Chúng ta thấy muốn thấy người hư mất được cứu. Chúng ta muốn thấy người được cứu được giải phóng khỏi những trói buộc. Những người được giải phóng khám phá sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của họ. Và những người khám phá sự kêu gọi sẽ sống với sự kêu gọi bằng cách tham gia vào trong đội tuyển để phục vụ một cách hiệu quả và ảnh hưởng lan rộng ra. Cảm ơn Chúa. Nên chúng tôi tha thiết ở trong việc giúp anh chị em đạt được tiềm năng ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Thì sẽ nghe đầu, chúng ta đi ở trong tiềm năng mà Chúa nghe ban cho. Trong lúc hội thánh của Chúa được thành lập ở trong những ngày đầu, có những cơ hội Chúa nghe mở ra. 2 năm sau khi hội thánh của Chúa được thành lập, chúng tôi được lời mời để đi tận Úc Châu để giảng tin lành của Chúa và huấn luyện cho anh chị em của chúng ta ở bên đó. Cảm ơn Chúa.
Ngay lúc đó tôi có đặt một câu hỏi với Chúa, lại Chúa, con chưa có kinh nghiệm nhiều. Mà đi một đoạn đường xa như vậy, con có thể làm được gì? Thì Chúa nghe xác nhận, ta đã gọi, đã chọn và lập con để con đi, và kết quả, hãy đi rồi ta sẽ đặt lời của ta trong miệng của con. Cảm ơn Chúa. Và đó là chuyến đi quốc tế đầu tiên của chức vụ của chúng tôi. Tận Úc Châu. Cảm ơn Chúa. Và Chúa nghe sai phái chúng ta làm những công việc mà lúc bây giờ có thể nói rằng trong cộng đồng Hội Thánh Việt Nam của chúng ta ở hải ngoại này cũng như tại Việt Nam chưa ai làm. Năm 1987, VBC Houston của chúng ta đã có chương trình truyền hình. Em nhớ năm 87, chúng ta đã có chương trình truyền hình. Một trong những giọng hát thường xuyên là vợ của anh Huy, cô Loan, ở trong chương trình đó. Và nhiều người trong lúc bây giờ, cô Nhung, chị Thu là những người trong ban hát đó. Cảm ơn Chúa. Anh Cuộc, một số những người mà ngày hôm nay chúng ta biết rằng họ cũng đã lớn và có cháu nội cháu ngoại. Chị Chem Hùng, những con người đó ở trong ban hát của VBC của chúng ta. Năm 1987 chúng ta đã có chương trình truyền hình. Không ai ngờ. Nhưng mà chúng ta tin rằng Chúa ngài chọn lập chúng ta và sai phái chúng ta đi, và cái kết quả thì Chúa ngài sẽ tiếp trợ cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và trong phòng thâu studio của đài truyền hình, nhiều khi chúng tôi đặt câu hỏi là Chúa ơi, sao con có thể đứng giảng được ở trên cái diễn đàn này? Cảm ơn Chúa. Chúa ngài nhắc nhở, ta đã sai phái con đi để rao giảng tin lành của ta. Con làm trách nhiệm của cái người đưa thư. Khi tôi hỏi Chúa làm sao con có thể giảng cho mấy ông đại tá, mấy ông chánh án đang ngồi ở trong các hàng ghế để nghe con giảng tại đây. Chúa rằng không phải lời của con. Con hãy làm công tác của một cái người đưa thư. Sứ điệp thuộc về ta, con chỉ làm công việc đem sứ điệp từ ta trao tận tay những người cần nghe. Thì đó làm cho chúng tôi vững chí và có thể giảng cho đến ngày hôm nay. Ở trong Hội Thánh, ở trên làn sóng TV, trên làn sóng phát thanh, và nhiều nơi mà Chúa ngài đã đặt để. Cảm ơn Chúa. Đó là sự kiên định của Đức Chúa Trời. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời để cho chúng ta một niềm hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục phát triển. Như chủ đề của chúng ta là những điều tốt đẹp nhất mà chúng ta chưa từng thấy đang đến với chúng ta, sẽ đến với chúng ta. The best is yet to come, tức là chúng ta chưa thấy the best. Cảm ơn Chúa vì những điều tốt đẹp Chúa đã cho chúng ta kinh nghiệm, nhưng mà chúng ta tin rằng càng kinh nghiệm ở trong Chúa, càng đeo đuổi Chúa, chúng ta sẽ được ơn và sự sức giàu của Ngài càng hơn. Thẩm quyền thuộc linh của chúng ta sẽ được Chúa ngài gia tăng cho chúng ta. Sự sức giàu của Ngài đầy dẫy trên chúng ta thì sẽ có những kết quả lớn hơn nữa trong những ngày sắp đến. Amen anh chị em. Miễn là anh chị em nhắc nhở, cầu thay cho chúng tôi, và chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em để chúng ta cùng nhau một lòng, một miệng tôn vinh hiển cho Đức Chúa Trời của chúng ta, thì Chúa ngài sẽ làm những việc lớn của Ngài trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Một trong những điều rất là quan trọng của VBC Houston của chúng ta, và chúng ta đã chia sẻ khắp nơi khi Chúa ngài sai phái chúng tôi đi, đó là đội tuyển của Hội Thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Hôm nay cũng nhân ngày kỷ niệm 37, lần thứ 37 ngài thành lập Hội Thánh, chúng ta cũng muốn cảm ơn anh chị em là những người phục vụ trong Hội Thánh. Có thể anh chị em đến sau, anh chị em chưa biết lý do tại sao chúng ta có cái nhóm người này được gọi là đội tuyển của Hội Thánh. Chúng tôi chia sẻ một ít dòng lịch sử để anh chị em hiểu được, để chúng ta thấy được cái sự kiên định của Đức Chúa Trời và chúng ta tấn tới ở trong ơn của Chúa. Cô Tô thứ nhất chương 16, câu 15-16 chép: Hỡi anh em, còn một lời dặn nữa. Anh em biết rằng nhà Cê-pha
là trái đầu mùa của xứ A Chai, và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. Vậy hãy kính phục những người thể ấy và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tại đây sứ đồ Phaolô có nhắc đến một công việc là chúng ta cần ghi công biết ơn những người hầu việc Chúa với chúng ta. Trở lại với Hội Thánh, ngày 10 tháng 7 năm 1983 cho đến năm 1991, VBC của chúng ta từ ngày được thành lập, và như bao nhiêu Hội Thánh khác, chúng ta bầu cử người vào trong các chức vụ. Theo những lá phiếu của con cái Chúa ở trong Hội Thánh, anh chị em mới đến sinh hoạt với VBC Houston có thể thắc mắc là sao trong Hội Thánh không thấy bỏ phiếu à? Người ta có hội đồng thường niên, tức là hàng năm một lần, để bỏ phiếu để cử mấy ông chấp sự, mấy ông trong ban chấp hành vào trong Hội Thánh. Còn từ lúc tôi đến sinh hoạt với VBC cho đến bây giờ chưa thấy có ngày bầu cử nào. Lý do là bởi vì VBC Houston của chúng ta khám phá ra một điều, đó là cái lối bầu cử chọn người là việc của đời chứ không phải của Hội Thánh. Vì trong Kinh Thánh không có việc bầu cử theo như đám đông chọn. Có một lần các sứ đồ đã làm công việc đó. Khi Judas Kiro phản Chúa, và chúng ta biết rồi, hối hận, đem 30 đồng bạc đó trả lại cho các thầy tế lễ, rồi chạy đi ra thắt cổ tự tử. Dây đứt rớt xuống, đổ ruột ra. Các thầy tế lễ mua cái miếng đất gọi là ruộng máu và đem chôn Judas Kiro. Các sứ đồ thấy có một cái khoảng trống trong 12 người, giờ thiếu một người. Thay vì cầu nguyện để nhận sự hướng dẫn của Chúa, thì chúng ta thấy rằng Hội Thánh đầu tiên đã làm công việc, đó là họ bắt thăm. Và có một con người tên là Matthew đã được chọn. Nhưng mà sau đó chúng ta không nghe nói đến công việc của người này. Vì Chúa Ngài có chọn một người khác trong ý định muôn đời của Ngài rồi. Đó là một người đang bắt bớ Hội Thánh của Chúa, nhưng mà sẽ được Chúa Ngài bắt phục, tên là Saul, sau này đổi tên là Phaolô, để làm sứ đồ cho dân ngoại. Và chúng ta thấy điều đó. Từ lúc thành lập Hội Thánh cho đến năm 1991, tôi dùng cái danh từ là giống như khỉ đó, mình thấy monkey see, monkey do, tức là thấy làm sao bắt trước như vậy. Chúng tôi cũng làm theo như các Hội Thánh, theo truyền thống. Hàng năm mình cũng hợp lại với nhau để mình bầu cử tuyển chọn người vào trong các ghế, các chức vụ ở trong Hội Thánh. Rồi chúng tôi khám phá ra một điều, đó là bỏ phiếu nó gây nên chia rẽ. Ngày xưa chúng ta luôn có một cái chủ trương là đa số quá bán, tức là phải hơn 50%. Thì như vậy cái người mà được đắc cử thì được hơn 50% lá phiếu. Còn 49 hay là thấp hơn còn lại là những người chống cái con người đó. Thì dù cái người đó có lên làm công việc như thế nào cũng thấy gần phân nửa Hội Thánh chống mình, không chọn mình, không bỏ phiếu cho mình. Cho nên công việc cứ gặp trở ngại. Cho đến 1992, ở trong ước mơ Hội Thánh tăng trưởng, chúng ta đã dành 6 tuần lễ để chúng ta nghiên cứu, học hỏi và xem cái khả năng của chúng ta trong lúc bây giờ, cái thực lực của chúng ta, của Hội Thánh của Chúa là ở chỗ nào. Sau cuộc nghiên cứu này, chúng ta thấy rằng để tăng trưởng chúng ta phải thay đổi mô hình và cách tổ chức của Hội Thánh. Và chúng tôi đã làm cuộc cách mạng này. Có một anh em trước đây sinh hoạt với chúng ta nói rằng Mục sư Khánh, một là thành công, hai là sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá. Và thật anh chị em, chúng tôi trải qua những ngày như là bị đóng đinh. Về những người theo truyền thống sinh hoạt trong Hội Thánh, họ nói rằng ông bây giờ bày ra cái chuyện đó là chọn theo như ân tứ khả năng. Thế còn hồi trước đến giờ đó là mình được chọn là bởi vì mình là con cháu ba đời của gia đình tin lành, mình là người có máu mặt ở trong Hội Thánh,
và được bỏ phiếu, được đắc cử vào trong những công tác là bởi vì những người có ảnh hưởng lớn. Dân bỏ phiếu thì 98% những người trong hội thánh cứ liếc nhìn coi cái ông đó, cái bà đó sẽ bỏ phiếu cho ai và cứ bỏ theo cách của họ. Cảm ơn Chúa. Khi nghiên cứu, chúng ta đã đi đến một cái quyết định, đã chuyển từ việc bầu cử theo dân cử, tổ chức theo chế độ dân chủ, chuyển sang thần chủ. Đức Chúa Trời, Ngài hướng dẫn cho chúng ta và chính Ngài chọn và lập. Nên hội thánh của Chúa cần biết cách nào để chúng ta có thể khám phá và giúp đỡ cho anh chị em của chúng ta sống đúng theo sự tuyển chọn của Chúa cho đời sống của mình. Anh chị em nắm được vấn đề không? Yên lặng quá có được, hay là những cái điều này nó lạ quá với anh chị em? Nếu có lạ, hãy ghi danh học tiến trình tăng trưởng để chúng ta sẽ được giúp đỡ. Tại sao chúng ta chọn dream team hay là đội tuyển? Vì có một cái kinh nghiệm rất đặc biệt mà tôi xin chia sẻ anh chị em ở tại đây. Nhiều năm trong Thế vận hội Olympic thì chúng ta biết rằng các bộ môn thì Hoa Kỳ trong lúc tranh tài ngang ngửa với các quốc gia khác. Nhưng có một cái môn là môn bóng rổ đội nam thì luôn bị đánh hạ. Trong khi nước Hoa Kỳ này có nhiều tay cầu thủ bóng rổ giỏi nhất thế giới mà nước Mỹ luôn thua trong Thế vận hội. Bởi vì họ đã giới hạn một cái điều, đó là không thể nào chọn những người gọi là chơi cầu thủ chuyên môn vào ở trong đội để tham dự Thế vận hội. Nhưng mà thua hoài một lúc thì nước Mỹ chịu hết nổi. Năm 1992 thì đã có một đường lối nhờ một huấn luyện viên nổi tiếng tha hồ chọn và tuyển những người, những tay bóng rổ nổi tiếng ở trong đất nước Mỹ này để tham dự vào trong Thế vận hội. Và lịch sử ghi lại chúng ta đội tuyển này của các tay bóng rổ nổi tiếng chuyên môn của Hoa Kỳ đều được tuyển chọn gọi là đội tuyển là Dream Team. Họ đã đạt huy chương vàng tại Barcelona ở trong năm đó. Họ đã thắng 8 đội tranh tài với họ với số điểm trung bình là 44 điểm. Thắng mà thắng lớn. Cảm ơn Chúa. Các cầu thủ bóng rổ trong đội tuyển Dream Team này gồm có các cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới như là Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, cộng thêm với Charles Barkley và 7 ngôi sao sáng khác của NBA, đó là David Robinson, Patrick Ewing, Karl Malone, Scottie Pippen, Chris Mullin, Clyde Drexler và John Stockton. Và họ đã đem cái môn bóng rổ đi đến một cái mức độ khác hẳn trong các Thế vận hội sau đó. Cảm ơn Chúa. Đó là thành quả của đội tuyển của bóng rổ nam của Hoa Kỳ này. Nhưng mà hôm nay tôi muốn hội thánh của Chúa chúng ta dừng lại để chúng ta nói đến một đội tuyển khác. Những người được chính Chúa Ngài tuyển chọn. Tôi muốn nói đến đội tuyển của VBC Houston của chúng ta. Một lần nữa cảm ơn anh chị em đã bằng lòng chịu học hỏi, chịu huấn luyện để anh chị em có thể khám phá ra cái ơn và sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của mình. Anh chị em cho phép chúng tôi giúp đỡ anh chị em cho kỳ thi cuối khóa, là ngày mà chúng ta sẽ đứng ở trước mặt Đức Chúa Trời để trả lời với Chúa rằng con đã làm gì với những khả năng ân tứ, những ta lân mà ta đã đặt ở trong đời sống của con. Và đội tuyển của chúng ta được thành lập với một cái ý niệm. Như tuyển thủ của quốc gia, chúng ta biết rằng những cầu thủ này đến từ các tỉnh, các đội khác nhau. Nhưng mà khi nhu cầu của đất nước, của quốc gia cần, thì một vị huấn luyện viên đã chọn những người cầu thủ này từ các đội đó về để thành lập một đội, gọi là một cái đội tuyển của quốc gia. Và tôi tin rằng Chúa Ngài ban phước, Ngài làm việc trên đời sống của mỗi anh chị em.
Như lời của Chúa nói, Ngài đã dựng nên chúng ta mới ở trong Đức Chúa Jesus Christ, để mỗi chúng ta là một tuyệt tác phẩm của Ngài, để chúng ta sẽ sống và làm theo tiếng gọi của Chúa, việc lành mà Chúa Ngài đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Cảm ơn Chúa. Anh chị em là những người đang phục vụ cho tôi, cảm ơn anh chị em một lần nữa. Hỡi đội tuyển của Đức Chúa Trời cho VBC Houston, anh chị em đang sống và làm theo điều mà Chúa Ngài đã dựng nên anh chị em. Cho nên chúc mừng anh chị em ở trong công việc này. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tham dự bắt đầu bằng tiến trình tăng trưởng. Chúng ta phải có cái bắt đầu đó, vì chúng ta phải khám phá ra khả năng ân tứ của chúng ta trước khi chúng ta có thể bắt tay và chúng ta làm việc. Đó là lý do tại sao chúng tôi như là nài nỉ anh chị em để ghi danh và học. Có những người sinh hoạt thường xuyên với các hội thánh khác, thì họ đến VBC Houston của chúng ta với một cái điều mà các hội thánh khác họ đã từng tuyên bố, là đừng có hòng đến làm việc ở trong hội thánh của Mục sư Khánh. Ông không sử dụng anh em đâu. Và đó là điều người ta suy nghĩ. Trong khi đó chúng ta tại đây thì là nài nỉ anh chị em, để anh chị em ghi danh và làm cho đúng cái nguyên tắc mà Chúa Ngài đã định, để chúng ta khám phá ra hầu cho chúng ta có thể sống theo như điều mà Chúa Ngài đã dựng nên chúng ta. Có sự khác biệt rất là lớn. Anh chị em được tuyển vào trong đội tuyển không phải vì chúng tôi cần anh chị em làm việc, nhưng mà chúng tôi muốn tạo cho anh chị em điều kiện để anh chị em sống theo như mục đích mà Chúa đã dựng nên anh chị em. Và đó là sự khác biệt. Vì một ngày tôi sẽ trả lời trước mặt Chúa. Đó là lý do mà chúng tôi không có ngưng nghỉ trong công việc này, là tôi đã hướng dẫn anh chị em như thế nào. Ê-phê-sô chương 4 nói với chúng ta, Đức Chúa Trời ban cho các chức vụ: sứ đồ, tiên tri, người giảng tin lành, mục sư và giáo sư. Để chi anh chị em? Để huấn luyện, để giúp đỡ cho các con cái của Chúa làm công việc của mục vụ. Đó là công tác của chúng tôi. Miễn là anh chị em hiệp tác với chúng tôi để chúng ta có thể thấy được điều này xảy ra trong đời sống của chúng ta. Ở cho anh chị em được trưởng thành cùng hiệp một trong đức tin, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Nhớ hình ảnh của Đấng Christ mà chúng tôi đã nhắc anh chị em ban đầu không? Yêu Đức Chúa Trời, yêu người, khám phá ra mục đích và thay đổi thế giới. Chúng ta cần yêu Chúa, yêu người và khám phá ra khả năng của chúng ta, mục đích của chúng ta, để chúng ta có thể hầu vị Chúa một cách tốt đẹp. Cảm ơn Chúa. Các bộ phận của tiến trình tăng trưởng, anh chị em tham dự và anh chị em còn nhớ, đó là chúng ta có cái lớp của hội viên, chúng ta có cái lớp của môn đồ hóa, chúng ta có cái lớp để học biết cái phác họa của Chúa cho đời sống của chúng ta, bằng cách chúng ta tìm hiểu nhân cách và ân tứ của chúng ta như thế nào, những ước mơ của chúng ta là gì, để chúng ta có thể dự phần vào để chúng ta phục vụ Chúa. Cảm ơn Chúa. Lời khen Chúa của chúng ta. Những nguyên tắc định đoạt lịch sử của Hội Thánh. Đó là chúng ta khám phá những con người và khả năng thiên phú mà Chúa Ngài ban cho. Cảm ơn Chúa. Không phải là tự nhiên hay là ngẫu nhiên mà anh chị em có khả năng hát. Không phải là tự nhiên mà anh chị em có khả năng để chơi các nhạc cụ. Thì có những người rất muốn nhưng mà chơi không được. Còn có người thì nhạc cụ nào cầm lên cũng chơi được ngay tức khắc. Một trong những người đó là mục sư Sam của chúng tôi. Chúng tôi ngạc nhiên vì là con ở trong nhà, cho nên chúng tôi để ý và thấy. Ôm cái đàn guitar lên đánh 2-3 ngày sau, có thể hướng dẫn hát. Cảm ơn Chúa. Học đánh trống có mấy lớp. Phải cầm dùi trống lên đánh. Không có bài bản, có tính cách giống như là nghệ thuật ở bên ngoài. Nhưng mà trong sự sức giàu của Chúa, hiệp tác với ban hát dẫn để hướng dẫn chúng ta đi vào trong sự hiện diện của Chúa. Không phải là ngẫu nhiên, Chúa nghe sắp đặt. Không phải là ngẫu nhiên để anh chị em là những người có khả năng mua bán. Chúng ta cần đóng góp vào những công việc. Không phải là ngẫu nhiên hay là tình cờ là chúng ta là cái người hoạt bát có thể tiếp xúc với người mới.
Trong khi những người khác thì chúng ta thấy rằng nói đến cái vấn đề đi ra tiếp khách là điếng cả người. Còn chị em thoải mái gặp ai chúng ta cũng có thể chào hỏi được. Không phải là ngẫu nhiên để chúng ta có những cái khả năng mà chúng ta có được khác hơn những người lân cận. Tất cả những điều đó do Chúa ngài ban cho chúng ta. Khám phá, huấn luyện để chúng ta có thể phục vụ. Và đó là chỗ tốt nhất mà chúng ta có thể tăng trưởng ra ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn anh chị em đã giữ phần vào công việc phục vụ Chúa ở trong hội thánh trong những ngày qua. Cảm ơn Chúa. Vì ở ơn của Ngài, chúng ta được Chúa ngài ban phước. Mà chúng ta dùng một cụm từ tại đây là tôi đã được dựng nên cho công việc này. Nó không phải là nhọc nhằn cho chúng ta, bởi vì đó là sở trường mà Chúa ngài ban cho chúng ta. Chúng ta bằng lòng phục vụ trong những góc cạnh khác, nhưng mà chúng ta ai nấy đều có thể làm đúng theo như ơn của Chúa một cách thoải mái nhẹ nhàng. Amen anh chị em. Cho tôi nhận diện những con cái của Chúa ở trong các đội tuyển để anh chị em thấy bằng hành chánh, họ phối trí một sinh hoạt của hội thánh của Chúa. Bằng điều hành, đây là những người giúp biểu quyết những việc quan trọng về ngân sách cũng như những việc liên quan đến vấn đề luật pháp. Bằng thiếu nhi, đội múa. Bằng môn đồ hóa. Bằng cơ sở, để chúng ta lo công việc cơ sở của chúng ta sửa chữa, vân vân. Bằng thông công, đây là những chị em đóng góp, các anh chị em đóng góp vào ở trong các buổi ăn ngày Chủ nhật, tối thứ ba, tối thứ tư, thứ năm, thứ sáu, mà Chúa ngài cho chúng ta có được sinh hoạt. Và trong năm qua, đội này đã giúp đỡ, yểm trợ để chúng ta chuẩn bị cho 17.500 phần ăn. Cảm ơn Chúa. Thì Chúa cho phép COVID này mà nó được tiêu diệt hoàn toàn, chúng ta lại sẽ được phước qua đội tuyển này. Thông công ở trong ơn của Chúa. Ban tài chánh, những người giúp đỡ cho về vấn đề tài chánh. Có những người trong lúc chúng ta đang học hỏi lời Chúa tới đây, phải vào trong văn phòng tài chánh đếm tiền ở trong đó. Cảm ơn Chúa. Ban tiếp tân, chúng ta là tuyến đầu của hội thánh để chào đón các anh chị em về đây thờ phượng Chúa. Ban tiếp khách, các nhóm sinh hoạt của chúng ta, thanh niên, thiếu niên, vợ chồng trẻ, các lớp học kinh thánh của người lớn của chúng ta, người Việt của chúng ta. Ban điện ảnh, ban ngợi khen thờ phượng. Trở lại ban điện ảnh một chút xíu. Chúng ta biết rằng ban này là cái gạch nối giữa những gì chúng đang diễn ra tại đây và nhiều nơi trên thế giới. Cho nên các anh chị em ở xa, tạ ơn Chúa cho các anh em của ban điện ảnh, production team. Họ làm việc để giúp đỡ cho chúng ta có được lời của Chúa cũng như các buổi nhóm đến tận máy điện thoại của chúng ta, là máy vi tính của chúng ta. Và tôi muốn đặc biệt ghi công anh Quỳnh Thiên Dũng. Suốt ở trong những ngày chúng ta gặp sự khó khăn không thể đi lại một cách tự do và nhóm lại, anh đã làm việc một cách cật lực với chúng tôi. Và chúng tôi quyết tâm với nhau, đó là trừ trường hợp họ giới nghiêm không cho đi. Mặc dù chúng tôi cũng có chuẩn bị đó, nếu giới nghiêm chúng tôi cũng sẽ đưa những cái lá thư để xác nhận theo như đường lối của chính phủ là hội thánh truyền giảng lời của Chúa online trực tuyến là công việc quan trọng, essential. Chúng tôi làm những cái lá thư để đây là những con người yểm trợ cho công tác đó, cho nên cho phép họ được đến nhà thờ. Mặc dù chúng tôi không có sử dụng đến cái mức độ đó, nhưng cảm ơn Chúa chúng ta có được những bài học kinh thánh, những chương trình nhóm đến tận nơi chúng ta, vì ban này đã giúp đỡ cho chúng ta. Ban ngợi khen thờ phượng, đây là cái ban đội ngũ làm việc rất là chuyên cần. Hàng tuần họ tập dượt, sáng Chủ nhật 7:30 sáng là họ đã có mặt ở tại đây để chuẩn bị hướng dẫn chúng ta thờ phượng Chúa. Ban cầu nguyện, như chúng ta nghe tiếng vang vẳng của các chiến sĩ cầu nguyện đang gõ cửa thiên đàng cho buổi nhóm của chúng ta. Những người cầu nguyện ở trong hội thánh của Chúa. Ban an ninh trật tự, ban dàn dựng lắp ráp. Có những cái sinh hoạt mà chúng ta thấy mình tới đây mình thấy bàn ghế được
dọn ra và chuẩn bị. Các buổi nhóm của chúng ta, các sinh hoạt của chúng ta biết rằng có cái ban này để làm công việc. Ban trường Chủ nhật, ban lễ hội special event. Như ngày hôm nay, có một ban làm việc và chúng ta biết là ngày hôm qua họ đã đến đây để chuẩn bị cho chúng ta những điều cần có để chúng ta có thể sinh hoạt một cách tốt đẹp ở trong ngày hôm nay. Ban chuyển ngữ, ban thông báo tin tức, có cái lá thư hàng tuần của BBC chúng ta gửi ra. Ban thánh kinh mùa hè, chúng ta biết rằng các bạn đang chuẩn bị một cách ráo riết để có thể dạy các em theo như cái môi trường mới và cái phương tiện mới mà chúng ta phải áp dụng vì giới hạn của COVID-19 này. Đó là thánh kinh mùa hè năm nay sẽ được giảng dạy qua Zoom. Thì các giáo viên đang chuẩn bị để thu bài học cũng như là mọi công việc họ đang chuẩn bị. Và trưa hôm nay, trong lúc chúng ta đang nhóm tại đây, thì cha mẹ của các em đã nhận được những cái túi tài liệu cho các em. Năm nay, chủ đề của chúng ta đó là xây dựng. Các em nhận được những cái nón của những người làm công tác xây dựng. Nón sắt, nón mũ, nón an toàn cho những người xây dựng. Và các em đang được chuẩn bị. Ban trang web của VBC Houston của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi một lần nữa cảm ơn anh chị em. Nguyện xin Chúa ban ơn, đổ phước xuống cho anh chị em một cách càng hơn. Anh em trung tín trong công việc hiện tại, trong việc nhỏ. Tin rằng Chúa nhà sẽ giao cho anh chị em những công việc lớn hơn. Bây giờ có thể được Chúa ngài ban phước để quản lý 2 ta lân, 5 ta lân mà Chúa ngài ban cho. Ngày Chúa trở lại, 1000 năm thịnh trị, Chúa có thể ban cho anh chị em coi 2 thành, 5 thành phố như Chúa ngài đã hứa với chúng ta trong lời của ngài. Cảm ơn Chúa bởi sự phục vụ của anh chị em trong năm 2019. Chúng ta tổ chức đại hội, chúng ta giúp thực hiện 434 buổi nhóm ở trong năm, chuẩn bị cho hơn 17.500 phần ăn. Mỗi tuần chúng ta mang lời Chúa đến cho hơn 100.000 người qua chương trình phát thanh, qua Facebook Live, qua YouTube, qua những đĩa CD mà chúng ta phổ biến. Chúng ta tổ chức 9 đại hội ở tại châu Âu, ở tại Việt Nam và Bắc Mỹ. Cảm ơn Chúa. Bao nhiêu người được phước của Chúa. Bao nhiêu người được chữa lành, bao nhiêu cuộc đời được biến đổi. Chúng ta ngợi khen Ngài. Trên một lần nữa anh chị em, cảm ơn anh chị em đã đóng góp vào trong công việc của Hội Thánh khi anh chị em phục vụ. Nguyện xin Chúa ban phước là anh chị em một cách dư dật càng hơn ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Xin cùng đứng chung với chúng tôi trong khải tượng mà Chúa ngài ban cho như tuần rồi chúng ta đã bắt đầu. Cuộc sống được thúc đẩy bởi khải tượng. Để có như vậy chúng ta mới có thể được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng đứng lên trong thời giờ này cùng nhau tạ ơn Chúa cho những gì ngài đã làm ở trong chúng ta. Hãy nói thành lời đi anh chị em với Chúa. Và tạ ơn Chúa về các anh chị em của mình. Bởi vì chúng ta là những phần ở trong một thân thể. Để Chúa mang chúng ta về đây để chúng ta mỗi người một cách, một vị trí. Chúng ta cùng nhau đóng góp vào trong công việc của Chúa. Cảm ơn Chúa. Bởi sự đóng góp của anh chị em mà khải tượng Chúa ban cho một người thanh niên 22 tuổi năm 1983, 37 năm về trước. Được Chúa cho rõ nét mỗi ngày một hơn. Muôn người được phước xuyên qua Hội Thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cho chúng con tạ ơn Ngài. 37 năm chúng con nhìn lại, chúng con thấy cánh tay toàn năng của Ngài luôn hành động trên chúng con, tiếp trợ cho chúng con mọi nhu cần ở trong đời sống, tài chánh cũng như ơn quyền của Ngài, cơ sở cho đến nhân sự. Chúa ngài ban phước để chúng con luôn luôn dư ra để chúng con làm đủ mọi thứ việc lành mà Chúa ngài ban cho. Cảm ơn Chúa vì ơn của Ngài đầy dẫy ở trong chúng con, ở trên chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự kêu gọi của Chúa, vì sự ban phước của Ngài, sự khôn ngoan thiên thượng, những khả năng mà chúng con nhìn lại chúng con cũng không tưởng tượng nổi rằng với sự non trẻ của những ngày khởi đầu đó, Chúa lại nắm tay và dẫn dắt để chúng con
vượt qua những khó khăn. Chúng con được Chúa Ngài sử dụng chúng con cho vinh quang của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã điều động những con chim đại bàng về đây ở trong những ngày tháng qua. Xin tiếp tục ban phước để chúng con không ai là một thành phần không ích lợi cho hội thánh, nhưng hết thảy chúng con đều sẽ chạy xong cuộc đua mà Chúa Ngài bày ra cho chúng con. Phước hạnh của Ngài đã định cho chúng con, việc lành mà Chúa Ngài đã sắm sẵn trước cho chúng con để chúng con làm theo, chúng con sẽ được Chúa Ngài ban phước và chúng con đóng góp một cách tốt đẹp vào trong công việc của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Con tạ ơn Chúa về các anh chị em của con, những người còn sống và vẫn còn sinh hoạt với VBC Houston ở trong ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa vì những bắt đầu đó, về những gia đình đầu tiên này, những con người được Chúa kết nạp đầu tiên này. Chúng con tạ ơn Chúa. Con tạ ơn Chúa vì những cuộc đời đã ngủ yên ở trong Chúa chờ Ngài sống lại. Chúa Ngài đã ban phước ở trên họ, đã hiệp tác với chúng con để lại một di sản tinh thần hết sức là lớn lao để thế hệ kế thừa có thể tiếp tục chạy cuộc đua mà Chúa Ngài dành cho VBC Houston của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa vì những người còn sống và có mặt ở tại đây. Tạ ơn Chúa vì những anh chị em mới được Chúa Ngài kết nạp để cùng đến làm việc với chúng con. Xin Chúa Ngài ban phước trên anh chị em chúng con một cách dư dật luôn. Ban cho chúng con đầy đủ tất cả mọi sự cần dùng trong đời sống, mà còn dư ra để chúng con có thể làm đủ mọi thứ việc lành mà Chúa dành cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Biết ơn Chúa, chúng con thưa với Chúa rằng tất cả sự vinh quang thuộc về Ngài. Vì chúng con thấy được bàn tay của Chúa làm việc. Có những lúc chúng con không hay, không biết. Có những lúc chúng con không cảm nhận được. Nhưng nhìn lại 37 năm qua, không một lúc nào là Chúa ngừng công việc của Ngài ở tại VBC của chúng con. 37 năm, chúng con thấy cánh tay của Chúa luôn hành động. Biết ơn Ngài. Chúng con hướng nhìn về những năm trước mắt. Chúng con thưa với Chúa rằng xin Chúa làm thành lời hứa của Ngài những việc mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, lòng người chưa nghĩ đến, mà Chúa đã sắm sẵn trước. Xin cho chúng con sẽ thấy, sẽ nghe những điều Chúa đã sắm sẵn trước cho tương lai của VBC Houston. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa với chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta dâng lên Chúa một tràng pháo tay phước hạnh, sự vinh hiển thuộc về Ngài trong ơn của Ngài. Chúa ban phước trên anh chị em, cùng nhau chúng ta lễ hội vui mừng, ăn mừng về Ngài thành lập hội thánh của Chúa, cũng như chúc mừng nhau, khích lệ nhau vì chúng ta được góp phần vào trong đội tuyển của hội thánh của Chúa. Chúa ban phước anh chị em, gặp lại anh chị em trong ơn của Ngài ở phía bên ngoài để chúng ta cùng nhau dự bữa tiệc trong cái giới hạn của nó, nhưng mà đậm tình yêu thương của VBC Houston của chúng ta. Amen. Amen. Hallelujah.